Assalamualaikum. Hello. Ôi trời ơi là trời. Ướng rồi trời. Ướng chưa? Mình xem cây rừng, cây trà là luôn, nguyên một rừng làng gỗ cơ. Trời ơi, mình ở chỗ nào vậy trời? Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem một trải nghiệm rất là hay. Mình đang ở trong một ngôi làng cổ bỏ hoang như thế này, không có gì cả. Đây là không có người ở hết, và mấy cái chỗ này đều không có người ở. Nguyên một ngôi làng là chỉ có vài nhà thôi. Đây bạn thấy không? Mấy cái nhà này toàn là bỏ hoang, không biết là có ở không, nhưng mà thấy là đổ nát hết rồi đó. Đây là những ngôi nhà từ 500 năm trước. Bây giờ những cái nhà thì không có người ở, và nhà từ 500 năm trước rồi các bạn, không phải là mới đây. Mình không thấy người luôn các bạn. Đây, nhà đây không có ai hết nè. Thấy chưa? Mấy cái nhà bên này chắc có người ở. Nói chung là cái nào mới một xíu thì có người ở. Còn lại nhà đổ đất đồ. Thấy chưa? Nhà này sập hết mái rồi nè. Cửa, bạn xem cửa nè. Lỗ rồi, đâu có mái đâu. Bên trong kia nó bị bể hết rồi, còn cái tường không à. Đâu có người ở đâu. Và bây giờ đây là chỗ khách sạn của mình. Nhưng mà bạn biết điều gì không? Khách sạn của mình bây giờ cũng không có ai luôn. Bây giờ mình sẽ... Nãy giờ là 10 phút, 15 phút mình đi tìm mà không có ai hết. Có đèn thôi và cửa thì mở. Có một mình mà xem không gian trong. Không phải là mình ở đây rồi đâu. Bạn xem đồ đạc mình bừa bãi này, thấy chưa? Đồ đạc, đồ ăn của mình còn luôn nữa nè. Mà ở đây không có ai hết. Để xem. Mình muốn cho các bạn xem không gian ở trong này. Không gian này không có gì hết, không có ai luôn. Mà đợi bạn đi trong một cái không gian nó rất là thấp, giống như này. Mấy cái sàn này rất là thấp này các bạn. Mà có đèn mà không có người, cửa thì mở sẵn á. Tự nhiên bây giờ cửa này nó đóng lại một cái. Cửa này mà tự nhiên bây giờ đóng lại thử. Đèn mở giống như là chào đón nhưng mà không có ai hết. Hello. Hello. Ồ trời, ớn lạnh luôn các bạn. Đi trong này nói mà nó vang ra nữa nha. Bây giờ cửa ngoài đây mà đóng, tự nhiên đóng lại một cái thôi luôn á trời. Hello. Đèn mở nè. Hello. 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 Ôi trời ơi, ghê các bạn. Đây không có ai luôn á trời. Coi ghế nè. Nói chung là giống như là cửa thì mở sẵn luôn nha, không phải đóng mà mình mở đâu, cửa mở sẵn. Ôi trời. Rất là chào đón nhưng mà sao mà không thấy ai hết trời. Chào đón mình đi vào xong tự nhiên cửa đóng lại cái đùng một cái giống như trong phim các bạn. Ướng vậy trời. Không có ai luôn. Rồi sao bây giờ? Hello, coi cửa này rất là cứng các bạn. Coi này, coi cửa nó lung lay hết nè, thấy chưa? Ok. Ôi trời ơi, đồ đạc mình để đây nè. Đây có mấy cái rương nữa nè. Mấy cái rương. Thấy chưa? Rương cổ nè. Chỗ này có đèn luôn. Assalamualaikum. Ôi trời. Ướng thiệt, tự nhiên vừa kêu Assalamualaikum có luồng gió thổi qua này ào ào luôn các bạn, ướt thiệt ra ngoài đứng, ghê quá. Assalamualaikum là câu của người Hồi giáo các bạn. Mình nói hello thì không có động tĩnh gì hết, im ru, nhưng mà nói Assalamualaikum một cái gió thổi ào ào ướt thiệt. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Ôi trời ơi là trời. Ướng mà trời, đứng ở cửa có gì nhảy ra còn kịp. Rồi gió vào ào ào luôn rồi. Ướng vậy trời. Có nên đi lên lầu không các bạn? Hello. Ôi trời, bạn xem này, trên này ghi chữ quá trời nè. Ướng chưa? Quá trời chữ luôn. Ghi trên trần này, bạn xem mấy cái trần của nó thấy ướng lạnh chưa? Cái này là nhà cổ nhưng mà nó sơn sửa lại thôi. Tại vì đây là làng cổ. Làng cổ thì mọi thứ ở đây nó đều cổ hết. Và kiểu như có thể là mấy cái cốt lõi bên trong nó vẫn còn cổ, nhưng mà người ta sơn, người ta làm lại hết ở ngoài này. Giống như là như các bạn thấy mấy cái nhà nát ở bên ngoài kia. Là có nên đi lên trên này không trời? Nói chung là mấy cái nhà này là 500 năm rồi các bạn. Giống như mấy cái nhà nát ở ngoài đây nè các bạn. Kiểu như có người thì họ về đây, họ dựa vào mấy cái tường, mấy cái có sẵn của mấy cái nhà cổ này nè. Họ sẽ trùng tu lại, họ làm chỗ ở. Thấy ớn lạnh chưa? Đây, xung quanh đây cho bạn xem xung quanh luôn.
đó. Không có ai, không có gì luôn nha. Thiệt, cửa, cửa toàn cũ 500 năm rồi, không có ít đâu. Ớn thiệt, đi vào ngôi làng gì mà không có ai luôn á trời. Udo coi làng cổ cơ. Ôi trời ơi, mình ở chỗ nào vậy trời? Chim bồ câu trên kia. Mình ở chỗ gì kỳ vậy trời? Không có ai luôn mà. Tối nay ở đây là trời, nhưng mà có ai cho mình ở đâu. Thấy mở cửa vậy thôi chứ có ai đâu. Ồ, bên này đường đất luôn. Đường lên đất luôn nè. Ôi trời ơi. Wow, mấy cái nhà cổ kìa các bạn. Ớn lạnh chưa? Wow, bên trong này nữa. Nguyên cái khu này không có ai, có mình đi thôi nè. Trời, bên này ớn lạnh vậy trời. Wow, ánh sáng nó chiếu vào tại vì làm gì có máy đâu. Máy nó bị chùi lủi hết rồi. Quay bên này thử có ai đằng sau. Ớn quá trời. Wow, xem nhà nó cứ như thế này, đổ nát hết rồi. 500 năm rồi. Rồi làm sao? Trời ơi, đất đá gì tùm lum hết rồi nè. Như thế này thôi chứ tối nay ở đây luôn á trời. Hiu một mình ở đây luôn á chứ. Đúng là thiệt. Đi vào thêm cái thứ. Chỗ này nó sao sao á trời. Nhà cửa, nhà đất. Đá còn đỡ nha, đất không à. Coi nè. Nhìn như thế này. Đi sâu vào vô. Còn coi xem bên trong này. Lạnh chưa? Xung quanh làm gì có ai đâu các bạn. Ôi trời ơi. Mày xem. Đi nãy giờ nó rộng mà lạc đường luôn. Wow. Ôi trời ơi, tùm lum hết. Coi nhà như thế này thôi chứ ở đây kiểu gì trời. Bạn xem ở dưới đất mình nè. Nó như này. Luôn. Wow, có đồ dày kìa các bạn. Ớn thiệt. Nhà đất và cây. Và một phần là đá. Chứ đá nó không phải lót đá hết từ đầu tới cuối thấy chưa. Xem kìa. Có đá nhỏ, đá lớn nữa bạn. Nhưng mà từ đất đó là lý do mà tại sao mà nó bể ra. Mấy cái trụ ở dưới là nó làm bằng đá lớn còn, nhưng mà phần trên là đá nhỏ 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 và đất này chưa bể hết. Ớn mà chờ đi vào cái ngôi vườn làng ớn bằng xe bên này thấy chưa, đổ nát hết rồi các bạn, tất cả là đổ nát hết rồi. Ớn thiệt các bạn, không có ai hết. Chỗ gì vậy trời? Cái gì mà cốc cốc ở trên này nữa thế? Nhà thì không có ai ở cốc cốc ở trên này nữa. Nghe mà âm thanh thấy ớn thiệt các bạn. Gió quá trời các bạn, do gió hay sao? Như cái kiểu này thì thôi. Ớn thiệt các bạn, đi vào một cái nơi mà không có người hết. Mà không có người đỡ, nó nằm ở trong cái khu cũng không có người. Mà nhà thì nhà 500 năm đổ vỡ hết rồi, đổ bể hết luôn 500 năm trời. Thiệt nha, mình vào chỗ này cảm giác ớn lạnh các bạn. Cái gì mà room number 2. Ôi được, phải lơ nó trên trên này các bạn. Kỳ vậy trời. À đù. Đùa nhau à trời. Ớn thiệt.
Chắc mà là mình đi lên lầu luôn các bạn. Chơi luôn. Ớn thiệt và ở trong này đứng nó cảm giác nó ớn lạnh. Nó không giống như ở ngoài kia. Mình lên trên lầu luôn. Ở ngoài kia nó còn đỡ nha. Ở đây mọi thứ đều có đèn, đều sẵn sàng hết. Quạt rồi cũng đang quạt nè. Nè thấy chưa? Mà không có người. Cửa này mở kiểu gì? Ôi trời, cửa này mở độc vậy trời. Wow, mở như này. Ở trên cao này, ví dụ người mà cỡ mét 6 thì làm sao mà mở trời. Mét 6, mét 7 làm sao mà mở tới được. Bắt ghế lên rồi trời. Ớn rồi trời. Phòng thì cũng ok phết. Ớn lạnh thiệt, ở đây một làng mà có một mình. Bên này thì có thể là mình sẽ ở một mình hai giường luôn nha. Trời hơi bị ớn lạnh. Chỗ này thiệt, đèn sáng nè, quạt mở nè, mọi thứ sẵn sàng hết. Nhưng mà chỉ là không có người thôi. Rồi sao? Ôi trời. Mấy cái nhà này toàn là 5.5 thôi, không ít đâu. Rồi sao trời? Trên trần đồ bạn xem đều có ký tự hết các bạn. Ớn quá, chắc phải đi xuống thôi. Nổi gì gà. Đường rất là nhỏ này bạn xem nè. Vừa một người đi thôi, mang ba lô lên còn không lọt. Ôi trời. Bên ngoài nhìn vào nè các bạn. Ở ngoài thôi chứ bây giờ ở trong làm gì đâu, không có ai. Ở trong làm gì cho nó rùng mình. Ồ, xem nè. Thật xung quanh cái chỗ mình ở các bạn. Đây là chỗ mình ở nè nha. Chỗ mới là chỗ mình ở nha. Có cả bồn nước, mọi thứ đều có. Rất là hiện đại. Nhưng mà sao? Xem, xung quanh này không có người nè. May mình nằm ngay cái đường. Có xe qua lại một chút nha. Không thì thôi luôn. Ôi trời. Không có người, quan trọng là không có người nói chuyện, không có người hỏi, không có gì hết luôn các bạn. Xem như này thì thôi. Lấy miếng nước uống xem. Đỡ khát hơn được miếng rồi. Nhưng mà vẫn vậy các bạn, không có người. Đợi tí xem chủ có đến không. Đợi ra ngoài để đợi cho đỡ sợ các bạn. Ôi trời. Surayom Anda. Wow, cái chỗ này là cái chỗ mà đổ nát hồi nãy các bạn, không có ai ở các bạn. Amayawala. Ồ, chỗ này sao ớn vậy? Chú bước ra từ trong này nè các bạn. Yeah. Từ ở trong cái chỗ này. Ồ, từ trong chỗ này. Sao? Bước ra từ trong chỗ này. Ồ, sao mà chú bước ra từ trong chỗ này? Mình thấy mình hết hồn luôn các bạn. Ôi trời. Yeah. Ôi trời, ớn vậy trời. Chỗ này năm... Salim. Salim. Salim Hana. Chú này đang giới thiệu chỗ này cho mình các bạn. Mà chỗ này nãy giờ mình đi là không có một bóng dáng người nào luôn. This is Mohammed Jah. Chỗ này là chú đang giới thiệu chỗ này cho mình các bạn. Cái chỗ này là bây giờ là đang là thiệt 100% nữa các bạn. Mình đi nãy giờ không có người. Đây là người đầu tiên mình gặp ở trong ngôi làng 500 năm này. Sita. Chú này đang giới thiệu chỗ này cho mình các bạn. Chú bước ra từ trong chỗ này nè. Mình hồi nãy mình đi từ chỗ này ra. Thề luôn 100% luôn các bạn. Cái này là thiệt luôn nha. Tại vì mình gặp trên đường, mình qua cho các bạn coi luôn nha. Chứ không phải là mình ở đây rồi mình mới quay đâu.
mà vừa gặp mình bước ra mình thấy chú này bước từ trong này ra, mình hết hồn. Và chú này đang giới thiệu cho mình chỗ này mà mình không biết chú này là ai luôn, nhà ở đâu. Tại vì chỗ này làm gì có nhà, bạn xem mấy chỗ hồi nãy nè. Wow. So house home, your home. Baba. Wallet. Baba. Mort. Mort. Finished. Là người nhà chú là chết hết rồi. Yeah. Ali finished. Anh Ali finished. Ớn gì trời, sao chú? No fear. Hold on. Why my wife? This is your wife here. Yeah. Here. Yeah. Chú, vợ chú là ở đây. Yeah. Đây nhà của vợ chú hay sao á mà? Wife. Your wife. Yes. Nhưng mà sao mà ớn mình nổi da gà luôn các bạn? Tại vì chỗ này không có người ở mà chú bước ra từ trong chỗ này ra các bạn. Yeah. Okay. No problem. No problem. Shukriya. Yeah. Shukriya. Shukriya. Thank you. Yeah. What's Hari. Yeah. Hari. Hari. Yeah. Hari. Yeah. From where? Vietnam. Vietnam. Okay. This is house. Yeah, house. Bye bye. Bye. Shukriya. Ôi trời ơi, tự nhiên ở đâu lòi ra một người mà bước từ ở trong chỗ này ra. Wow, cái gì đây? Hình như chủ khách sạn đến rồi hay sao? Namaste. Ôi trời, vừa đúng lúc luôn. Đúng lúc luôn. Yeah. So bring up. Yeah, okay, I can do it by myself. Okay. Okay, okay. I can do it. It's heavy, very heavy. You also, yeah, I can do it. Oh, thank you. Let's see, hai thì cái này nặng lắm. Okay. Cái này nặng lắm. Okay. No. Nặng lắm bạn này, sợ không nói. Chỗ này rất là nhỏ. Okay, you keep, I bring this one first. Ôi trời ơi, vừa đúng lúc. Cứu tinh luôn các bạn. Chỗ này về rồi các bạn, cứu tinh. Ôi trời, mình vừa nổi da gà ở bên kia. Tại vì mình phải về cho... Oh, thank you. Tại vì ba lô mình để ở đây các bạn, nên mình không có đi xa lâu được, nên mình lo mình về. Với lại thấy chú đó cũng ghê quá. Thank you. Okay. And do you go up? Ah, where to go up? Ah, here. From Philippines? Ah. From Philippines? From Vietnam. Vietnam, yes, I saw. Yeah. Wow. Wow, mãn nhãn luôn kìa. Wow. Yeah, coi nè, đẹp chưa? Wow, cuối cùng là đổi lại được là một cái view bá cháy luôn. Mình xem cây rừng, cây trà là luôn, nguyên một rừng và cái núi sau kìa. Wow. Hồi nãy mình tìm đường lên trên sân thượng, tại vì mình ở ngoài mình nhìn mình thấy có sân thượng các bạn, nhưng mà mình tìm không thấy. Bây giờ mình mới thấy được. Ôi trời ơi, may quá. Thôi chắc là mình kết thúc video này ở đây thôi các bạn. Giờ thì chào các bạn.